Toyota Innova 2023 đã chính thức trình làng vào hôm 21 tháng 11 vừa qua, ở thị trường Indonesia với tên gọi đầy đủ là Kizang Innova Zenix. Ở thế hệ mới, mẫu MPV này có hai tùy chọn động cơ là máy xăng và hybrid mới. Trong đó, Toyota Innova Hybrid 2023 thu hút sự chú ý hơn cả nhờ động cơ tiết kiệm xăng và trang bị tiện nghi, an toàn đầy đủ. Được chia thành 3 bản trang bị và có giá bán giao động từ 723 đến 954 triệu. Innova Hybrid 2023 hiện là mẫu xe lai xăng điện rẻ nhất của Toyota Indonesia. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu MPV quốc dân này nhanh chóng được hàng nghìn khách hàng Indonesia đặt mua. Theo hé lộ của một đại lý ở khu vực thủ đô Jakarta, đã có 1.200 khách hàng đặt mua Toyota Innova Hybrid 2023. Điều đáng nói ở chỗ, đây mới là thống kê tạm tính của đại lý này ở riêng khu vực Jakarta vì vậy, lượng khách hàng thực tế đặt mua mẫu MPV này có thể còn cao hơn thế nữa. Bản thân hãng Toyota cũng tự tin rằng Innova 2023 sẽ bán chạy không kém gì thế hệ cũ ở thị trường Indonesia. Hãng xe Nhật Bản đã đặt ra mục tiêu doanh số bán 4.000 xe một tháng tháng cho mẫu MPV này. Theo kế hoạch của hãng Toyota, Innova Hybrid sẽ chỉ chiếm khoảng 25% sản lượng, còn lại là phiên bản dùng động cơ xăng. Tuy nhiên, hãng có thể thay đổi tỷ lệ này. Nếu nhu cầu mua phiên bản hybrid của khách hàng Indonesia tăng cao, tỷ lệ phụ thuộc vào nhu cầu. Vào thời điểm hiện tại, chỉ khoảng 25% nguồn cung mà chúng tôi nhận được từ nhà máy là phiên bản hybrid. Tuy nhiên, tôi nghe nói là con số này sẽ cao hơn thế, có thể là 50-50 hoặc thậm chí 60-40 theo ông Anton, giám đốc marketing của Toyota Indonesia nói với phóng viên địa phương. Như thông tin đã đưa, Toyota Innova Hybrid 2023 được trang bị hệ truyền động gồm máy xăng 4 xi lanh dung tích 2 lít, với công suất tối đa 152 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 187 Nm. Động cơ này kết hợp với mô tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm, hộp số CVT cùng cụm pin NIMH nằm bên dưới hai ghế trước. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 4 lít 7 100 km. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái là F, Eco, Normal và Power cụm pin NiMH với dung lượng 1.31 kW của Toyota Innova Hybrid 2023 được lắp ráp tại nhà máy ở Indonesia với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 20%. Chi phí thay pin cho mẫu MPV này ở Indonesia không quá cao, chỉ nằm trong khoảng 47 triệu. Trong khi đó, pin NiMH dùng cho Toyota Corolla Cross Hybrid đang bán tại Việt Nam có giá gấp đôi, cụ thể là 90 triệu. Ngoài ra, Pin của Toyota Innova Hybrid 2023 còn được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Ngoài khả năng tiết kiệm xăng, Toyota Innova Hybrid 2023 ở thị trường Indonesia còn có nhiều trang bị đáng chú ý, như đèn pha LED, giải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành 18 in, cửa cốp chỉnh điện, điều khiển bằng giọng nói, ghế vô lăng bọc da, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 in, màn hình cảm ứng trung tâm 10 in, cửa sổ trời toàn cảnh panorama hệ thống đèn viền nội thất, hai màn hình giải trí 10 in nằm trên lưng ghế trước, nội thất 6 chỗ ngồi với hai ghế thương gia ở giữa đi kèm bệ đỡ bắp chân, sạc điện thoại thông minh không dây, lẫy chuyển số sau vô lăng và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0. Gói này mang đến những tính năng an toàn chủ động như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Theo tin đồn, Toyota Innova 2023 lắp ráp tại Indonesia sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc và bán tại Việt Nam vào năm sau. Ở Việt Nam, mẫu MPV này có thể được gọi bằng cái tên Toyota Innova, He Cross giống xe tại Ấn Độ hoặc ngắn gọn hơn là Innova Cross. Vì Toyota Innova 2023 nhắm đến các khách hàng gia đình, nên Innova cũ vẫn tiếp tục được bán song song tại Việt Nam.